Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem chức CF Moto 1250 TRZ 2021 dự kiến ra mắt thị trường Đông Nam Á vào đầu năm 2021. CF Moto 1250 TRZ 2021 dự kiến được ra mắt chính thức tại thị trường Malaysia vào đầu năm 2021. Cái dòng touring cao cấp đầu tiên thương hiệu đến từ Trung Quốc, CF Moto 1250 TRZ 2021 dự kiến sẽ được cập bến thị trường Malaysia vào khoảng đầu năm 2021. Tin tức này được phía nhà máy phân phối chính thức của CF Moto tại Malaysia xác nhận. Như chúng ta đã biết, CF Moto 1250 TRZ được ra mắt thị trường nội địa Trung Quốc vào hồi tháng 6 năm 2010. Lần đầu lộ diện như là một cái phương tiện tuần tra của lực lượng cảnh sát nước này. Đây là mẫu xe touring cao cấp nhất và cũng là cái dòng xe mạnh mẽ nhất cổ hiệu đến từ Trung Quốc. 1250 TRZ 2021 được phát triển từ cái dòng mẫu là concept của dòng xe touring bị rò rỉ vào cuối năm 2019. Sở chứng minh DNA đặc trưng của cái dòng là touring cao cấp thì CF Moto 1250 TRZ 2021 mang tính cho một cái nhìn là quy nghi lực lưỡng với mặt ngoại hình đồ sộ. Malaysia được dự đoán là thị trường tiếp theo sau Trung Quốc có cơ hội diện kiến cái mẫu touring cao cấp CF Moto 1250 TRZ 2021 vào đầu năm 2021. Thông tin này được tiết lộ bởi cái nhà phân phối chính thức của CF Moto tại Malaysia. Họ cho biết đây có một kế hoạch mang đến cho người dùng một cái dòng xe phân khối lớn, sở chứng minh cái dung tích lên tới là 800cc trở lên trên cái thị trường nước này, bao gồm luôn các cái mẫu 1250 TRZ 2021. Nhờ vào quan hệ hợp tác chiến lược giữa KTM, CF Moto 1250 TRZ 2021 sẽ được trang bị cho mình có động cơ lực V-Twin 1279cc giống như phiên bản là EC8 và được điều chỉnh để sinh ra cái công suất đạt lên tới 140 mã lực. Moment xoắn cực đại là 120 Nm. Nếu để so sánh thì cái chiếc CF Moto 1250 TRZ 2021 sẽ mạnh hơn một chút so với cái khổ nặng ký như là Bentley 1200CT hay là BMW A1250AT. Bên cạnh đó thì cái mẫu xe này còn sở hữu cho mình một loạt những trang bị cao cấp của các dòng xe KTM, bao gồm cả các linh kiện điện tử tinh vi, có cả hệ thống treo DDP, hệ thống phanh đĩa của Rainbow, màn hình màu TFT 12.3 inch, hệ thống âm thanh nổi lo CBL cao cấp, các kính gió chỉnh điện, sửa tay lái v.v. Như vậy khách hàng tại trường Malaysia sẽ sớm có cơ hội diện kiến cái mẫu touring cao cấp nhất của cái thương hiệu nổi tiếng CF Moto Trung Quốc. Mẫu xe này đang được nhiều người ngóng chờ, trong đó có cả Việt Nam. Hiện nhà phân phối chính hãng của CF Moto tại Malaysia chưa tiết lộ mức giá bán, thời điểm ra mắt chính xác của cái mẫu xe mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like và subscribe.